Phút giao thừa, thời khắc đất trời hân hoan đón nàng xuân trước thềm năm mới. Rất vui được hội ngộ quý vị với những câu chuyện trước giao thừa. Hãy cùng hòa mình với những ngôi sao được yêu thích nhất làng giải trí Việt trong từng khoảnh khắc đặc biệt. Chào mừng quý vị đến với chương trình Lần đầu xuân kể 2015. Mùa xuân reo vang, xuân duy dáng. Mùa xuân, nghe ta hãy xuân giòn tan, xuân huy hoàng. Lắng nghe âm vang mùa xuân mới. Mùa xuân, trong lần đầu xuân kể 2015, lúc 21:30 đêm giao thừa ngày 18 tháng 2. Chúc mừng năm mới. Chúc mừng năm mới. Giao thừa.